Tổng thống Ukraine Zelensky đã miễn nhiệm trợ lý thân cận nhất của mình là ông Sergei cùng một số cố vấn cấp cao trong ngày 30 tháng 3. Quyết định sa thải loạt quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh Kiev cam kết cải tổ hệ thống chính trị nước này. Trợ lý Schaefer là bạn lâu năm của ông Zelensky và từng là đối tác kinh doanh. Ông Schaefer và ông Zelensky là đồng sáng lập Gravata 95 Studio, một công ty sản xuất truyền hình trước khi cả hai chuyển hướng tham gia chính trường Ukraine. Sophie cũng là một trong số ít quan chức trong chính quyền của ông Zelensky từ những ngày đầu tiên. Trước khi xung đột bùng phát, ông Sophie chịu trách nhiệm duy trì kênh liên lạc giữa văn phòng tổng thống và các doanh nghiệp lớn. Ông được cho là có mối quan hệ với các nhà tài phiệt, cũng như có tầm ảnh hưởng đối với nhà máy điện quốc gia Enagotom và nhà máy cảng Odessa. Tháng 9 năm 2021, ông Sophie may mắn sống sót sau một vụ ám sát khi xe của ông bị tấn công bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính. Vào thời điểm đó, Giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố vụ tấn công do các đối thủ chính trị trong nước thực hiện. Trước đó hôm 26 tháng 3, Tổng thống Zelensky miễn nhiệm thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov, đồng thời bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Oleksandr Litvinenko làm người thay thế. Những lần sa thải trên là một phần trong kế hoạch cải tổ ba lãnh đạo Ukraine do ông Zelensky phát động vào đầu năm nay. Cựu tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhani là quan chức đầu tiên bị ông Zelensky sa thải, thay thế là đại tướng Alexander Stursky. Tướng Zaluzhani được đồn đoán là đã bắt đồng với Tổng thống Ukraine trong nhiều tháng, sau khi công khai nêu lên mối lo ngại về tình hình tiền tuyến vào cuối năm ngoái. Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường, một phần do thiếu đạn dược vì nguồn cung từ phương Tây sụt giảm. Trong cuộc phỏng vấn hôm 29 tháng 3, ông Zelensky nói rằng Lực lượng nước này sẽ phải lui quân từng bước và thu hẹp tiền tuyến. Nếu gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ tiếp tục bị trì hoãn. Các chuyên gia của Đức cho rằng, nếu Nga tấn công lực lượng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ukraine, hành động đó chưa đủ điều kiện để liên minh này kích hoạt phòng thủ chung điều khoản phòng thủ tập thể số 5 của NATO sẽ không được kích hoạt trong trường hợp Nga tấn công vào quân đội của bất kỳ quốc gia thành viên nào được triển khai tới Ukraine. Báo DPA dẫn nhận định của một nhóm chuyên gia Quốc hội Đức ngày 29 tháng 3. Điều 5 phản ánh nguyên tắc phòng thủ tập thể của 31 thành viên NATO. Theo đó, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay nhiều thành viên của NATO đều bị coi là tấn công vào toàn bộ liên minh nếu quân đội của một quốc gia thành viên NATO tham gia phòng vệ tập thể theo Điều 51, hiến trương Liên Hợp Quốc vì lợi ích của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và bị Nga tấn công, điều này không vi phạm Điều 5. DPA trích dẫn lập luận của các chuyên gia. Theo tài liệu chưa được công bố, Điều 5 của Hiệp ước NATO chỉ có thể được kích hoạt trong trường hợp các quốc gia thành viên của khối bị tấn công trên chính lãnh thổ nước họ. Tài liệu nêu rõ, việc Pháp đưa lực lượng quân sự mặt đất tới Ukraine sẽ dựa trên quyền tự vệ tập thể theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Điều này được luật pháp quốc tế cho phép. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý thêm rằng, việc một quốc gia thành viên triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine sẽ chỉ là hành động mang tính đơn lẻ chứ không tự động kéo theo toàn bộ liên minh tham gia vào cuộc xung đột. Báo cáo viết, một quốc gia thành viên NATO đơn phương hành động có nghĩa là hành động đó không nằm trong khuôn khổ và cơ cấu chỉ huy quân sự của toàn bộ liên minh. Trong trường hợp này, các nước đồng minh khác đều sẽ không trở thành bên tham gia xung đột. Tháng trước, Tổng thống Pháp Macron cho biết phương Tây không thể loại trừ khả năng gửi lực lượng đến Ukraine. Phát biểu của ông đã kéo theo làn sóng phản đối mạnh mẽ của lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO khác. Những người này khẳng định họ không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Mặt khác, báo cáo cũng nhấn mạnh việc quân đội Nga nhằm vào các mục tiêu tại Pháp sẽ bị coi là tấn công vũ trang và là yếu tố cho phép kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin cho biết, những cáo buộc của Ukraine và các bên ủng hộ về khả năng Moscow nhắm vào các nước NATO là hoàn toàn vô nghĩa. Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ xem quân đội phương Tây là bên xâm lược nếu họ được triển khai quân tới Ukraine và sẽ có phương án đáp trả. Điện Kremlin một lần nữa khẳng định Ukraine cần xét đến tình hình thực tế đã thay đổi đáng kể sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Tình hình địa chính trị đã thay đổi đáng kể kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, biên giới của cả Nga và Ukraine đã thay đổi. Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 30 tháng 3 cho biết, ông lưu ý thêm rằng Nga đã sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine và đó là thực tế không thể bỏ qua. Bình luận trên được đưa ra sau khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông đầu tuần này đã phát tín hiệu khôi phục đường biên giới năm 1991, không còn là điều kiện tiên quyết của Ukraine để nối lại hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, Kiev cần phải giành lại lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Các vùng lãnh thổ này không bao gồm bán đảo Crimea, bị Nga sắp nhập vào năm 2014. Chúng ta sẽ không phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn rằng khi Nga mất đi những gì đã kiểm soát kể từ tháng 2 năm 2022, họ sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin. Theo hãng tin RT, phát biểu này của ông Zelensky dường như phát đi tín hiệu rằng Ukraine không còn coi việc khôi phục đường biên giới năm 1991 là điều kiện tiên quyết để hòa đàm với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự thay đổi trong lập trường của Tổng thống Zelensky là do ông lo lắng. Ông ấy đang lo lắng, ông ấy sắp có một cuộc bầu cử, hay không có bầu cử, bà Zakharova viết trên Telegram. Bầu cử Tổng thống Ukraine lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, Ukraine quyết định hoãn bầu cử do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky cho rằng hiện giờ không phải lúc thích hợp để bầu cử. Ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21 tháng 5. Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Nga không bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, song Kiev cần chấp nhận tình hình thực tế. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc Nga đã sắp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea. Tổng thống Nga Putin cũng nêu rõ, nếu Ukraine muốn đàm phán, họ trước tiên phải hủy sắc lệnh cấm hòa đàm với chính quyền của ông. Cuối năm 2022, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của người đồng cấp Nga Putin. Ông cũng đưa ra bản kế hoạch hòa bình 10 điểm trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường chiến tranh, khôi phục đường lãnh thổ năm 1991 của Ukraine. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba gợi ý, Kiev có thể đàm phán với Moscow sau hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức, chưa định thời gian. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin Peskov tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận những quy tắc do người khác áp đặt. Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk cho rằng Ukraine nên chọn phương án đàm phán với Nga trước khi có thể mất hết toàn bộ đường tiếp cận với biển đen, trong đó có thành phố cảng Odessa. Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội X ngày 30 tháng 3, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX tỷ phú Elon Musk nêu quan điểm rằng vì thế của Ukraine đang suy yếu sau mỗi ngày chiến sự trôi qua. Ông đồng thời cảnh báo câu hỏi thực tế là Kiev sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ và bao nhiêu sinh mạng trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Tỷ phú doanh nhân Mỹ cho rằng bất kỳ ai cũng có thể đoán được cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái cuối cùng sẽ thất bại. Ông cũng nhấn mạnh, ngay cả khi Kiev làm theo khuyến nghị của ông là cố thủ và huy động mọi nguồn lực để phòng thủ, họ cũng sẽ khó giữ được vùng đất không có rào cản tự nhiên vững chắc. Ông cho rằng, Ukraine phải hứng chịu tổn thất lớn khi tấn công vào lực lượng Nga, có đội quân đông đảo, phòng thủ sâu và pháo binh mạnh hơn nhiều, trong khi Ukraine thiếu thiết giáp và ưu thế trên không. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 444.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương trong hai năm chiến sự, bao gồm hơn 166.000 người trong cuộc phản công năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev chỉ mất 31.000 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Nga không thể kiểm soát toàn bộ Ukraine vì sự phản kháng cục bộ ở phía Tây sẽ cực kỳ gai gắt, nhưng họ chắc chắn sẽ giành thêm được nhiều lãnh thổ hơn họ có hiện nay, tỷ phú Musk bình luận. Ông cảnh báo, xung đột càng kéo dài, Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ cho đến khi đánh trúng Dnipro, nơi vốn rất khó vượt qua. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài đủ lâu thì Odessa cũng có nguy cơ thất thủ. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Odessa được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moscow. Nếu kiểm soát được Odessa, Nga có thể thiết lập hành lang dọc theo đường bờ biển của Ukraine, cô lập hoàn toàn khả năng tiếp cận biển của Kiev, mà còn thiết lập một hành lang trên bộ từ lục địa Nga qua Crimea tới vùng ly khai nói tiếng Nga của Moldova, nơi có quân đội Nga đồn trú. Tỷ phú Mỹ nói thêm, theo quan điểm của tôi liệu ukraina có mất toàn bộ quyền tiếp cận biển đen hay không mới là câu hỏi thực sự còn lại theo tôi ukraina nên theo đuổi giải pháp thương lượng trước khi điều đó xảy ra